Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly của hãng Philips sản xuất. Một chiếc âm ly có model siêu hiếm ở trên thị trường. Và chiếc âm ly này có model đầy đủ là Aristona 6742. Như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình thì chiếc âm ly này tích hợp phần radio. Và radio của chiếc âm ly này thì bật cực kỳ nét. Đây cũng là một dòng âm ly xuất âm tụ cho nên là chất âm của chiếc âm ly Philips này cực kỳ ngọt ngào. Và nó rất thích hợp anh em đánh vào những cặp loa đến từ châu Âu. Và anh em có thể nhìn qua tổng thể hình thức của chiếc âm ly này thì nó còn rất là đẹp. Đấy, còn rất là đẹp. Ở đây là volume, ba lăng, bát chép. Đấy, ở đây thì gồm có hai cái đồng hồ liên quan đến cái phần radio. Đấy. Ở phía trước này thì anh em có thể nhìn qua. Đầu tiên là công tắc nguồn. Đấy. Và nguồn điện hiện tại Việt Minh đang sử dụng là nguồn điện là 220V anh em nhé. Ở dưới cái phần mặt đáy này thì nó có cầu chuyển điện. Tiếp theo đây thì gồm có các chế độ tín hiệu đầu vào. Gồm một cổng tép và cổng phono. Và đây là FM. Và ngoài cùng là AFC. Khi mà chúng ta ấn AFC thì chúng ta có thể chỉnh các chế độ nhớ của FM1 đến FM5. Và cái phần chỉnh FM1, FM5 thì nằm ở phần dưới này anh em này. Đấy. Chiếc mic này tính năng của nó rất đầy đủ. Đấy. Và đặc trưng đa số của những chiếc âm mic đến từ châu Âu, trong đó có cả Đức, thì anh em hay nhìn thấy cái nút là con tàu này. Chính là cái chức năng tương tự như chức năng lau nớt anh em ạ. Nhưng mà những chiếc âm ly đến từ châu Âu thì cái chức năng lau nớt của nó thì nghe rất là êm, nhẹ. Nó không ồn như là những chiếc âm ly đến từ Nhật Bản. Đấy, đấy là những cái khác biệt. Về tổng thể hình thức thì anh em có thể nhìn qua. Đây là một chiếc âm ly. Đấy, chúng ta có thể nhìn còn rất là đẹp. Đấy, hình thức của nó còn rất là đẹp. Mặt sau của nó cũng vậy anh em ạ. Chiếc âm ly này thì nó có thể đánh được hai cặp loa AB. Hiện tại thì mình đang đánh cầu loa A. Và trở hàng đánh loa của chiếc âm ly này là từ 4 đến 16 ô. Đây là tổng thể phần nội thất của chiếc âm ly Philips 6742. Dòng âm ly Philips 6742 này thì nó chạy 4 sò than. Đây là phần nguồn. Anh em nhìn này, nguồn cực kỳ khủng luôn. Chạy nguồn C-Co. Quá là gấu. Chỗ này là cầu chuyển điện. Hiện tại Việt Vinh đang để cầu điện 220V. Dòng âm ly Philips 6742 này thì chúng ta có thể nhìn qua. Chiếc âm ly này thì nó sử dụng toàn linh kiện cao cấp đến từ châu Âu. Tụ lọc nguồn này, anh em nhìn chưa? Gấu chưa? Hai tụ xuất âm này. Anh em nhìn linh kiện. Toàn linh kiện cao cấp. Chở còn nguyên. Hệ thống sò công suất còn zin còn nguyên. Tản nhiệt nhôm. Nội thất quá là đẹp đúng không anh em? Đây là sơ đồ kết nối tín hiệu và đầu vào đầu ra của chiếc âm ly Philips 6742. Anten này, tín hiệu đầu vào này và tín hiệu đầu ra của loa. Và bây giờ thì Việt Vinh sẽ thử chế độ radio, sau đó thì Việt Vinh sẽ test qua một bản nhạc cho tất cả anh em chúng ta cùng nghe. Hiện tại Việt Vinh đang sử dụng cổng tép, tức là cổng lấy tín hiệu từ CD hoặc là trên mạng xuống. Đấy. Và khi mà chúng ta muốn sử dụng radio thì chúng ta bấm vào FM. Trước khi chúng ta ấn vào FM thì chúng ta phải bấm vào cái chữ menu này anh em này.
Còn khi mà chúng ta ấn vào chế độ AFC này thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng nhớ của FM từ FM1 đến FM5. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử qua chế độ FM, tức là chế độ dò bằng tay anh em nhé. Không qua chế độ nhớ thì chúng ta bấm vào đây. Ở ngày 24 tháng 7, đấy, vị bắt trí tâm cực kỳ bão nét luôn. Khoảng 21,9 độ vĩ Bắc, 107,4 độ kinh Đông, đấy, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Có mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bão di chuyển bắt theo hướng kỳ Tây nét Bắc luôn. Mỗi Thủ trọng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và quý 3 năm nay. Muốn sử dụng chế độ nhớ của FM1 đến FM5, chúng ta bấm vào AFC này. Chúng ta bấm FM1. Đấy, xong chúng ta dò ở dưới này. Đồng hồ hoạt động anh em nhé. Cấp 6, giật cấp 8. Đấy, anh em thấy không? Cộng sản trên thế giới. Khi mà chúng ta dò được rồi thì tự nhớ anh em ạ. Bây giờ chúng ta sang FM2 này. Chúng ta lại dò tiếp. Tổng hướng những khoảnh khắc hiện tại đấy. Dù cho hoàn cảnh có FM1 này, FM2 này, FM1 này. Đấy, em thấy không? Vinh dò nó tự nhớ rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về chế độ menu này. Đấy, menu là chế độ mà chúng ta dò bằng tay đấy anh em. Đây này. Đấy. Em nhìn đẹp không ạ? Quá là đẹp luôn. Rồi, bây giờ Việt Minh sẽ test qua một bản nhạc và xin mời tất cả anh em chúng ta cùng nghe anh em nhé. Bấm về tape này. Tiếng cực kỳ ngọt ngào luôn. Đèn sáng rất là xanh, rất là đẹp. Việt Vinh vừa giới thiệu đến anh em chiếc âm ly của hãng Philips Aristona 6742. Và giá bán của chiếc âm ly này Việt Vinh bán với giá là 4.700.000 đồng. Một chiếc âm ly cho một chất âm cực kỳ ngọt ngào và nó rất thích hợp anh em đánh vào những cặp loa đến từ châu Âu. Tiếng của nó cực kỳ tốt, cực kỳ dày, ngọt, mềm, mịn. Đó là đặc trưng của chất âm của Philips 6742 Aristona. Và anh em nào yêu thích chiếc âm này, liên hệ với cả Vinh theo số điện thoại 091 765 9929. Còn bây giờ, Vinh Thái xin chào tạm biệt tất cả anh em.